Chiều nay ngày 28 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình kỳ kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 với tập đoàn FPT. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, có ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và đại diện các sở ban ngành có liên quan. Về phía hết tập đoàn FPT, có ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT và các chuyên gia tập đoàn. Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 được kỳ kết nhằm huy động sự tham gia, hợp tác, hỗ trợ của các bên để mạnh chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, hướng tới xây dựng Đà Nẵng, thành phố thông minh. Từ đó, các nội dung thỏa thuận hợp tác gồm thí điểm về xe buýt điện tử, giải pháp điều hành vận tải công cộng BMS hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, hạ tầng công nghệ thông tin, thí điểm bệnh viện thông minh, triển khai nền tảng khảo thí chấm online vào đội mới hoạt động, kiểm tra đánh giá trên lĩnh vực giáo dục đào tạo. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trình cho biết, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đà Nẵng trong thời kỳ mới. Mong muốn FPT sẽ góp phần giúp thành phố Đà Nẵng đi tắt đón đầu trong phát triển kinh tế xã hội đồng thời khẳng định thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để fpt kết nối mời gọi các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế số hút tại đà nẵng về phía tập đoàn ông trương gia bình chủ tịch hội đồng quản trị fpt khẳng định fpt sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong công cuộc chuyển đổi số cũng như kết nối mời gọi các tập đoàn lớn đào tạo nguồn chiến lực chất lượng cao vì sự phát triển chung của thành phố cũng tại buổi lễ phó bí thư thường trực thành ủy lương nguyễn bình Trí cho biết Đà Nẵng đã xác định chuyển đổi số là động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Theo đó, ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nghị quyết để hội đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ toàn diện, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái hiện đại, thông minh và đáng sống.